Thưa quý vị và các bạn, được sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu cùng các ban ngành, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình phần việc về chung tay thực hiện xây dựng nông thôn mới. Kết quả đến nay, diện mạo nông thôn ở các xã đã có bước chuyển biến, nhiều mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả cao được hình thành, phát triển. Kinh tế nông nghiệp có bước chuyển mình, đời sống nhân dân nói chung, phụ nữ nói riêng được cải thiện. Nhận thức của cán bộ và nhân dân, nhất là hội viên phụ nữ về việc xây dựng nông thôn mới được nâng lên. Hầu hết người dân đều đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới bằng những công trình phần việc cụ thể, thiết thực. Chung sức xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ thành phố Bạc Liêu tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống người dân. Để phong trào thực sự hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu đã tập trung chỉ đạo các cấp hội cơ sở đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Qua công tác tuyên truyền đã làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ hơn nữa về mục đích, ý nghĩa và chủ trương về xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền ba xã vùng ven, thường xuyên mở các đợt ra quân làm công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang địa bàn, nhân rộng mô hình xây dựng gia đình 503 sạch gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã chỉ đạo cho mỗi cơ sở hội, mỗi hội viên đăng ký ít nhất một công trình, một phần việc hoặc một việc làm cụ thể phù hợp nhưng đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao. Vận động hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Tham mưu cho các cấp nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất, hỗ trợ giảm nghèo, giới thiệu việc làm cho lao động nhằm tăng thu nhập cho người dân. Nhờ đó đến nay, mức thu nhập bình quân đầu người ở ba xã đạt sắp xỉ 40 triệu đồng một người một năm. Góp sức xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu tiếp tục hướng dẫn chị em nhân rộng mô hình xây dựng đường không rác, tổ phụ nữ xách giỏ nhựa đi chợ, mô hình nhà nhà có sọt rác, bỏ rác đúng nơi, đúng giờ quy định, duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ tình nguyện vì cộng đồng. Vận động hộ dân, trong đó có 100% hội viên phụ nữ, hưởng ứng việc trồng cây xanh, trồng hoa kiển, xây dựng cảnh quan môi trường theo hướng xanh sạch đẹp, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu, bê tông hóa các tuyến đường ngõ xóm. Có 18 trên 18 ấp có tổ gom rác và dọn vệ sinh định kỳ. Có trên 70% hộ trước nhà có hàng rào cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, không vươn ra đường gây cản trở giao thông. Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo ba sạch đạt trên 70%. Với sự nỗ lực cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp to lớn của giới nữ, hiện nay trên địa bàn thành phố Bạc Liêu có 3 trên 3 xã đã được tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhiều ấp khác đã hoàn thành các tiêu chí về nông thôn mới nâng cao, trong đó có 2 ấp vừa làm lễ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về cái thực hiện xây dựng nông thôn mới, thì Hội Phụ nữ thành phố tham gia cái nội dung này rất là tích cực. Từ đầu khi nhận được kế hoạch thì hội cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai trong hệ thống hội của mình. Bên cạnh đó thì cũng tham gia cùng với ban chỉ đạo thành phố xuống xây dựng nông thôn mới tại các cái xã của thành phố. Trong đó thì năm nay thành phố chọn xã Vĩnh Trạch làm cái năm dân vận khéo để góp phần xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao luôn. Thì qua cái quá trình thực hiện thì hội cũng đã tuyên truyền vận động chị em hội viên phụ nữ tham gia từ làm vệ sinh môi trường nè, rồi thực hiện tốt các cái mà công tác trong 19 tiêu chí, ví dụ như là hướng dẫn sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường, rồi ngoài ra thì xử lý rác mà tại chỗ, rồi phân loại rác trước khi mà đưa rác ra xử lý, phân loại tại nguồn, ví dụ như là mà loại những loại rác mà tái chế được thì các chị sử dụng mà như thế nào cụ thể, mình có hướng dẫn cho các chị để các chị thực hiện, và bên cạnh đó cũng hướng dẫn các chị mà đào hố xử lý rác cho đúng khoa học. Ngoài ra thì cũng có tranh thủ mà với sở cũng như là với tỉnh hội về các cái thùng rác để mà triển khai cho hộ dân xử lý rác bằng cách ủ phân compost. Rồi bên cạnh đó thì cũng tuyên truyền vận động cho người dân thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước trong cái tham gia xây dựng nông thôn mới. Rồi ngoài ra thì hội tham gia để mà vận động các nguồn lực giúp đỡ các gia đình khó khăn, để giúp đỡ các cái hộ mà hộ nghèo, thoát nghèo,
đặc biệt là giúp thoát nghèo bền vững, góp phần cùng với thành phố trong cái tiêu chí là giảm nghèo. Thì kết quả cuối năm 2019 là thành phố đã thoát nghèo, không còn hộ nghèo trong tiêu chí nữa, thoát hết. Thì các cái hộ mà hội phụ nữ thành phố nhận đỡ đầu hoặc là các hội phụ nữ phường xã đỡ đầu đều thực hiện tốt cái nhiệm vụ là giúp đỡ thường xuyên, chăm lo cho các gia đình nghèo đó, các hộ nghèo, rồi thường xuyên xuống thăm lơm, trao quà, hỗ trợ vốn, rồi hướng dẫn cách để các chị làm ăn. Thì cuối năm các chị cũng đã thoát nghèo, rồi tranh thủ các nguồn lực để trao mắm tình thương, rồi vận động các cái mạnh thường quân cho xe đạp hoặc là học bổng, rồi giúp đỡ con em mà trong các hộ nghèo có điều kiện đến trường đầy đủ hơn để gia đình đó thoát nghèo các tất cả các tiêu chí. Và bên cạnh đó thì cũng tham gia cùng với ban chỉ đạo trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện mà công tác xây dựng nông thôn mới trong các cái tiêu chí còn lại, để góp phần cuối năm thì thành phố cũng đã đạt được hai xã có hai ấp đạt là hai ấp nông thôn mới nâng cao, và góp phần cùng với xã đạt nông thôn mới nâng cao theo cái chỉ tiêu của thành phố đề ra. Để công tác xây dựng nông thôn mới đi vào nề nếp, trở thành nếp nghĩ, thói quen hàng ngày của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bạc Liêu chỉ đạo cho các cơ sở hội 3 xã vùng ven đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tổ chức tốt việc sinh hoạt định kỳ, chú ý lồng ghép các nội dung về xây dựng nông thôn mới, tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, thực hiện tốt mục tiêu xóa hộ trắng hội viên, tổ chức phát động phong trào thi đua cán bộ hội cơ sở giỏi, cùng với đó là triển khai nhân rộng các mô hình hay, phần việc tốt. Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc. Hiện nay 100% gia đình hội viên phụ nữ có hố xử lý rác tại nhà, hầu hết các tuyến đường đều trồng hàng rào cây xanh, trồng hoa kiểng. Phụ nữ vùng ven thành phố đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, thực hành tiết kiệm theo gương Bác, xây dựng các tổ hùn vốn, nhóm phụ nữ tiết kiệm, nuôi heo đất, duy trì mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình nhà tạm lánh cộng đồng tại xã Vĩnh Trạch Đông. Đã qua, Hội Phụ nữ 3 xã vùng ven thành phố Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với các ngân hàng, sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho vay nhiều dự án giúp hội viên tăng vốn chăn nuôi sản xuất, ổn định cuộc sống với số tiền mỗi năm lên đến cả chục tỷ đồng. Thì trong năm thì cũng xây dựng kế hoạch cụ thể quá, rồi mình triển khai trong ban chấp hành hội, rồi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền để cho chị em ý thức trong cái xây dựng và giữ gìn cái nông thôn, cụ thể như là các việc làm mình góp phần đó là như là cho quân làm vệ sinh để cho môi trường xanh sạch đẹp, rồi cũng lồng ghép cái thực hiện cái 503 sạch, thì nhà nhà thì cũng ý thức được cái giữ gìn vệ sinh chung. Thì bên cạnh đó thì hội em cũng tranh thủ các nguồn vốn của địa phương để mà đầu tư cho các hội viên là có thêm cái vốn để mà sản xuất, để phát triển kinh tế cái hộ gia đình. Thì bên cạnh đó thì cũng tranh thủ hội cấp trên để mà mở các lớp tập huấn như là trồng màu để cho chị em nắm cái kiến thức rồi mình trồng. Thì trước đây thì mình trồng theo cái thủ công, thì đôi khi thì cũng không có nắm được cái kỹ thuật. Sau khi mà tham gia cái lớp tập huấn thì chị em cũng có được cái kiến thức cơ bản về mình áp dụng, thì đem lại cái hiệu quả cao hơn trong cái chăn nuôi và trồng trọt. Hội phụ nữ cũng xây dựng các cái kế hoạch tuyên truyền các cái hoạt động phong trào của hội gắn với các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thông qua các cái cuộc vận động chị em phụ nữ tham gia các cái xây dựng về cuộc vận động gia đình 503 sạch và xây dựng về bảo vệ môi trường như là xử lý rác thải rồi làm vệ sinh trên các tuyến đường, chỉnh trang địa bàn, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu. Qua các công tác tuyên truyền vận động chị em trong hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thì cho thấy rằng là chị em rất là tích cực, nhiệt tình hưởng ứng tham gia các cái phong trào do hội cũng như là địa phương phát động. Nhìn chung chị em đã có cái chuyển biến nhận thức về cái chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiến tới là xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu và hưởng ứng tham gia các cái phong trào
vận động con em đến trường đúng theo độ tuổi, rồi thực hiện cùng chung với xã là chăm lo cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn, tham gia các cái hoạt động phong trào chung của địa phương, về những cái tham gia làm lộ giao thông nông thôn, về xây dựng các cái cơ sở hạng mục, cơ sở vật chất trên địa bàn. Địa bàn ba xã vùng ven của thành phố Bạc Liêu có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch rất lớn. Đây là thế mạnh địa phương đang khai thác, nên đã qua Hội Phụ Nữ các cấp triển khai nhiều chương trình giúp phát triển loại hình du lịch vùng ven. Trong đó, mô hình xây dựng tuyến đường qua, tuyến đường kiểu mẫu, hỗ trợ hội viên làm kinh tế du lịch là một trong những hoạt động trọng tâm mà Hội Phụ Nữ đăng ký với Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã về tham gia xây dựng nông thôn mới. Những công trình phần việc, việc làm của chị em hội viên phụ nữ đã mang lại nhiều hiệu quả và ý nghĩa to lớn, trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, kết cấu hạ tầng 3 xã vùng ven được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%, số người trong độ tuổi lao động có việc làm chiếm tỷ lệ 92%, 3 trên 3 xã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở, 98% hộ được công nhận hộ gia đình văn hóa. Xã rồi nông xe mà xây dựng nông thôn mới thì qua ấp thì mình cũng là triển khai cho chị em phụ nữ á, thì cũng như mình có cái mô hình gì, cũng như là mô hình mình trồng rau cải, cũng như là rau sạch, hoặc là mình trồng ớt. Rồi cái mấy tháng trước á, thì cũng chị em phụ nữ đã tham gia cái trồng cải xanh, cũng đạt kết quả. Rồi trồng ba cái rau quế đó, cũng là chị em trong hội viên cũng đạt nhiều kết quả. Cũng đạt hiệu quả cao. Rồi sau thì xây qua cái nguồn mà chị em sinh hoạt tổ thì cũng như vận động chị em trong cái nông thôn mình á, tự nhiên là mình phải cũng như nhắc nhở là mình phải xanh sạch đẹp, rồi sạch ngõ, sạch nhà, sạch cửa, rồi trong khi đó rác thải gì mình phải nó gom nó sạch sẽ. Để cũng như là nói về qua cái y tế, cũng như mình để phòng chống ba cái vệ sinh môi trường, cũng như là sợ bị sốt rét này kia. Thì trong đó thì nói chung ra thì đặt nông thôn mới của ấp Công Điện nó riêng nha, thì nói chung là cũng đặt nhiều hiệu quả cũng tốt. Có vận động mấy chị là phải là thực hiện cái 503 sạch, là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đường phố luôn. Rồi thành ra mấy chị cũng thì thường xuyên là phụ nữ cũng đi xuống tới mấy chị để xem xét tình hình của mấy đời sống của chị em như thế nào, rồi có thực hiện đúng cái mục tiêu mà của phụ nữ đề ra hay không. Thì trước đó thì đó cũng là nói chung là dường như là mấy chị em ở trước nhà của mấy chị á, mấy có cỏ rác thì mấy chị vận động tự động mấy chị ra làm cũng có. Rồi nhiều khi là đi rụm rác ở trên tuyến đường cũng có luôn. Bởi vì là phụ nữ đạt cái 503 sạch là ấp dòng hẻm đã có một cái mô hình như vậy. Dọn vệ sinh xung quanh nhà mình đồ, rồi trồng hoa, trồng đồ, đóng góp vô làm phát triển nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới là mình phải sạch sẽ đường phố, an ninh trật tự, bảo vệ khu xóm tốt đẹp và nhà cửa sạch sẽ, không xả rác ra khi rượu bên sông, làm môi trường sạch sẽ. Thứ hai là chúng mình gia đình phải có nề nếp văn hóa mới, gia đình tốt, xã hội tốt, theo quy định của nhà nước là làm những điều tốt đẹp. Và nông thôn mới phải vườn cây hoa, làm sạch môi trường, rồi đi theo như phụ nữ là phải đảm đang gia đình tốt đẹp. Xây dựng nông thôn mới là chủ trương được đại đa số người dân đồng tình hưởng ứng và là động lực để các cấp các ngành và nhân dân tiếp bước những thành công và xây dựng vùng ven thành phố Bạc Liêu trở thành vùng nông thôn mới kiểu mẫu. Với những đóng góp của mình trong phong trào xây dựng nông thôn mới, giới nữ thành phố Bạc Liêu đã khẳng định vị trí vai trò của mình đối với sự phát triển chung của địa phương, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn với thành thị.